Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào cả nhà. Hôm nay đi qua vườn Ngọc Cảnh Viên. Và đây thấy nhiều cây đẹp quá trời luôn. Quay chia sẻ với cả nhà. Toàn đồ cực đẹp. Ở trong này có cây kim quýt tôi thích quá. Tí nữa sẽ hỏi là giá hợp lý thì sẽ mua về bày quán. Đây, những cái cây xanh yêu ơi là yêu luôn, xanh si cực nhiều, đẹp tuyệt vời. Cái đồ thao tháo này đấu giá thì tuyệt đẹp hả? Tôi để gọi cho anh Hiệp và cây của anh Cường. Để gọi cho anh Cường. Đẹp chưa? Toàn cây mini đẹp nhỉ. Rất dễ yêu luôn. Mới cắt một loạt nha. Đấy, đi chơi mà tìm đồ, nhân tiện chia sẻ cho cả nhà. Chỗ này là một cái góc thôi, cái vườn này nó khá là nhiều cây. Cái khu vườn Ngọc Cảnh Viên này cũng quy tụ rất là nhiều thành viên, mỗi thành viên một góc, diện tích nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng nhiều cây đẹp. Tôi đang đi tìm vài cây xanh quê chất một chút, xịn sò một chút. Cây si này, mới cắt này. Quên đi đi. Già chưa? Uầy, chỗ này mấy cây mini rất đẹp. Này, con mà cực kỳ yêu nhé. Nhiều cây bé đẹp quá. Đây, già chun nhũn. Cây này thì kỳ dị. Đây, chỗ này có mấy cây mới cắt. Đẹp tuyệt. Nhà xem và cho ý kiến nha. Cây này nó chỉ cao khoảng 30, hơn 30 một chút thôi. Đấy, rất là yêu luôn. Đây nữa này, cây này già kích khủng. Đẹp. Cây lùn nhưng mà lại rất là côn. Bệ thì rất là đầy đặn. Đấy, cây này nhỏ mà cực yêu. Đẹp chưa? Định hình hết rồi, cắt giật 3-4 cút. Toàn hàng cắt giật hết. Bộ cục các thân vai rất đẹp. Đây là cái chỗ này, nó có cái cây đa này đẹp tuyệt. Cây đa cổ, cây này về nhiều năm lắm rồi. Cây đa cực đẹp. Ôi, tay chi cảnh thân pháp của nó tuyệt vời. Cây đa làng.
rất hồn Việt khi cái đá thấm thủy. Ở đây cây đề cũng rất đẹp luôn. Trong cái vườn này, cả cái khu vườn Ngọc Cảnh Viên này số lượng rất nhiều cây. Đây là cây đề này đẹp cực. Bác nào thích cây đề để trồng trong một cái không gian nhà cổ, nhà thờ. Đây, rất già nha. Cây đề trắng. Chỗ này là nhiều những cây hoa, cây nhà này. Hoa thơm nức, thích quá. Ủa, cứ bật cái hoa nhài này vào uống nước trà. Đây có cây kim quýt này, nhìn yêu ơi là yêu luôn. Quả tuyệt đẹp, thân này dị chưa, siêu dị. Rồi, tinh sam, chanh si. Chỗ này rất là đa dạng cây. Mai chiếu thủy, tùng. Già chưa? Wow. Cây này mới cắt đẹp quá. Wow, cái này, cây này có cái thân tuyệt đẹp, rất dị. Dạ. Biết chứ ạ. Cái vườn này cháu vào đây nhiều lần rồi. Trước còn làm cái chương trình triển lãm trưng bày đây mà. Vâng. Cái dãy này của anh Cường Bi ạ. Đất. Đấy là cái cây thứ tư kìa. À. Thế của anh Hiệp anh lại đặt từ đâu? Bên kia đó, bên dãy bên kia đó. À. Từ cây sung ra. Nữa. À qua cây sung luôn à. Sen. Sen 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 sen. Ui. Cây này hay quá này. Trực hoành mà có cành hoành nó bay cực phiêu, ở dưới là một cái làm như một cái bể, cái hồ nước. Thả sen. Rất là lên thơ. Chơi tuyệt vời, đúng là hồn Việt. Đấy, hay chưa? Rất tuyệt vời. Có cây sung này. Bộ ta làm rất kỹ. À, cái tác phẩm này tôi đặt tên là Bình Sơn Mãn Phúc này. Hạnh phúc viên mãn trên đỉnh núi. Đấy. Rất là đẹp. Chỗ này anh cũng mới cắt. À, cái góc này hóa ra là của anh Cường Bia. Đấy, góc này của anh Cường Bia. Loạt những cái cây rất đẹp. Đấy, gọi đi.
Tuyệt vời. Đàn si này có mấy cây si với xanh nhỏ nhỏ tháo tháo này, yêu nhỉ. Quá đẹp. Để chia sẻ một cái góc chơi của anh Cường Bia tại vườn cảnh An Mộc Viên. Nhiều cây đẹp, mời bà con anh em đến đây thưởng lãm, ngắm và tìm đồ giao lưu. Cây chuẩn bị sốt nhé, đợt tới này sốt mới căng. Đấy, bác nào mà nhanh tay đầu tư đấy nhiều nhiều một chút, chờ thời nữa, thời gian nữa, lượng tiền bắt đầu của các cái lãnh đạo bung ra một cái là anh em mình tha hộ mà kiếm. Ok anh Cường ơi, để chờ xem nó có em mua được không này. Biệt cả nhà. Cái cây đẹp quá. Xanh to to, cái cây xanh to to là cây của anh hay của ai đấy? Tuyệt vời. Đặc biệt cả nhà. Cây xanh này đẹp quá này. Quá đẹp luôn. Tại vườn cảnh An Mộc Viên. Quay cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng. Tuyệt đẹp. Cả nhà cũng cho ý kiến xem đẹp không nha. Quá nghệ thuật.